Chào hai em. Dạ, dạ chào anh chị ạ. Thôi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Võ Xuân Lộc. Em sinh năm 1989. Dạ, nghề hiện tại của em bây giờ là nhân viên văn phòng. Rồi, con em. Dạ, em tên là Phạm Thị Như Trúc. Hôm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của bây giờ là nhân viên văn phòng. Trúc và Lộc, hai em là quen nhau ở đâu? Và tình yêu các em nảy nở như thế nào? Bọn em gặp nhau là đợt Tết. Dạ, thì bọn em có một người bạn tổ chức đánh bài với nhau trên nhà người bạn đó. Thì bọn em mới đến và góp vui. Thành ra em vô mà em gặp bé này. Em thấy đánh bài máu lửa quá. Thành ra em thấy cũng xinh xắn nữa, cũng có cá tính. Rồi em mới bắt đầu xin số điện thoại và làm quen. À. Dạ. Tết là Tết năm nào? Dạ, Tết đó năm cách đây cũng 6 năm rồi. Dạ. Cách đây 6 năm rồi. Dạ. Trúc lúc đó chắc là sát phạt dữ lắm đúng không? Anh này chơi bài cũng kiểu như cũng chặt chém mọi người lắm. Thì em thấy vậy em ghét quá, em mới chặt em lại. Mới dám chặt lại. Với lại ảnh vẻ bề ngoài của ảnh nhìn nó kiểu như là ma tóc tóc rồi dài dài rồi nhìn kiểu dơ dơ. Em cũng lúc đó là vẻ tóc dài hả em? Dạ, cái style hồi đó nữa anh. Dạ, anh kiểu giống Biren vậy đó. Dài dài vuốt lên nữa đúng không? Dạ. Đến bao lâu thì bắt đầu hai bạn mới kết nối với nhau? Dạ, thì trong buổi đánh bài đó luôn thì em bắt đầu em xin số điện thoại qua một người bạn. Dạ, thì lúc đó em về bắt đầu em nhắn tin cũng nói chuyện này kia qua lại, nhưng mà cô này lúc đầu rất là khó, hẹn đi chơi cũng không chịu đi. Rồi bắt đầu em lên chiến thuật của cô này như thế nào? Lúc đó cũng đi làm rồi, thành ra không có thời gian. Còn bạn này thì đang còn sinh viên. Thành ra thời gian cũng rảnh. Cái em mỗi lần mà muốn lên gặp nhau á thì là đi vào chủ nhật. Dạ, chủ nhật thì lúc đó em làm việc ở Bình Dương. Em lên phải Sài Gòn chơi thì phải chơi nguyên ngày. Thành ra em mới rủ bạn này đi coi phim. Coi phim một lần thì em coi hai bộ cho nó giết thời gian nữa. Em cứ 7 giờ sáng em lên rồi tới 11 giờ đêm về. Trời ơi, vậy em ngày chủ nhật. Tuần nào cũng vậy luôn. Dạ. Vừa tốn tiền mà vừa tốn sức. Dạ, đúng. Nữa. Rất là tốn. À, có đợt, mà cũng không được gì chứ. Dạ, đồng chồng, chồng dạ. Ngoài đường vậy đó. Có đợt anh đi mà anh nói vậy mà ngủ gục giữa đường luôn. Đến lúc đi về Bình Dương. Đuối quá mà. Dạ, đúng là rồi. Từ từ rồi mưa dầm mà thấm đất đúng không? Dạ, dạ, đúng. Dạ. Cái đêm mà 14 tháng 2 á, thì ảnh mới nhắn tin là tỏ tình. Rồi hẹn là nói là mình quen nhau nha. Rồi ngày sang ngày sáng 14 tháng 2 là tụi anh đi chơi. Bắt đầu chính thức quen. Như vậy là yêu nhau tới mấy năm? Dạ, 5 năm. 5 năm. Ở trong 5 năm yêu nhau đó thì có những cái kỷ niệm gì mà nó rất là đặc biệt? Dạ, thì bọn em quen nhau được 2 năm rồi. Thì lúc đó là năm 2013. Thì bọn em bắt đầu sống chung với nhau trước khi cưới. Dạ. Lúc mà tụi em ở chung thì tụi em giấu gia đình ở chung. Giấu hả? Dạ, đúng rồi. Không có cho gia đình biết. Tại vì trong thời gian 2 năm rưỡi á, quen nhau thì ba mẹ em không có cho quen anh này. Lý do? Tại vì ba mẹ em muốn em làm giấy tờ ly đi nước ngoài á. Cho nên mỗi lần mà, tại vì ba mẹ em ở ngoài Khánh Hòa á, thì cũng hay vô Sài Gòn lắm. Tại vì có công việc trong này, một tháng cũng phải vô 3-4 lần á. Mà mỗi lần ba mẹ em vô là anh này và anh đi tránh nạn. Tới nỗi mà ông chủ phòng trọ của em á, mỗi lần mà thấy ba mẹ em vô á, rồi gặp anh này kêu lại đi tị nạn à. Nếu mà đi tị nạn là vẫn phải cuốn quần. Dạ đúng rồi, cuốn hết đi chứ, trong nhà có cái gì liên quan là cuốn lúc đi hết. Đi đâu em? Dạ thì nếu mà ít ngày á thì em xuống phòng bạn em ở ké một hai bữa, còn mà vô cả tuần thì bắt buộc phải ra khách sạn ở rồi chứ bạn đâu mà chứa nổi. Lúc đó là có cái phòng của một thằng em ở trong quê ở dưới lầu một á. Mỗi lần mà tại vì ba em hay vô bất ngờ á, sáng mà ba em gọi điện là ba đưa tới nơi rồi, là coi như hai tụi em chạy cuốn quần áo. Bất ngờ quá. Liền anh chạy xuống dưới phòng đó liền một cái phạch vô phòng thằng nhỏ đó để cho ba em đi công việc đi, xong rồi mới bắt đầu đi ra khỏi nhà. Trời ơi, vậy đó hả? Dạ. Vậy mà giấu được đến tới khi cưới luôn á. Nếu mà chưa chương trình chưa lên số thì vẫn chưa biết, khi nào lên sóng thì sẽ chắc chắn sẽ biết rồi. Tại vì bọn em vẫn không nói tới bây giờ. Dạ. Nhưng mà theo em nghĩ là ba mẹ em cũng có biết nhưng mà họ không có nói đâu. Tại vì hôm bữa ba mẹ em cũng có hỏi là có sống chung với nhau đúng không? Em cười thôi chứ em cũng không có khẳng định hay phủ nhận gì hết. Mà thôi bây giờ mọi chuyện đã suôn sẻ rồi, đã gọi là vui vẻ hết rồi. Cho nên là kệ, nói cho ba mẹ biết cũng được, không có sao hết. Yên tâm đi, bữa nay ba mẹ em biết hết á. Nhưng mà được có điều đặc biệt là lúc mà em với anh ở chung là có thêm thằng em ruột em nữa. Đồng phạm. Đồng phạm luôn. Ba người ở trong nhà. Dạ đúng rồi, ba người ở trong nhà. Rồi
Những lúc mà tẻn tò với nhau đó thì có khi nào bị em trai phát hiện không? Em thì em trai nó đi xuống rồi em nghĩ nó cũng thấy, nhưng mà nó là mặt nó quay vòng khác, nó đi một lèo vô phòng vệ sinh, xong rồi đi một lèo lên phòng. Ví dụ như mỗi lần mình muốn hung hít này kia thì mình phải canh nó đi ngủ rồi thì mỗi lần mình mới này kia được. Trong cái thời gian mà sống chung với nhau á là vui không? Tức là sống thử vậy á, vui không? Vậy cũng vui, nhưng mà lúc mà mới đầu ở chung á thì ảnh còn kiểu như ảnh vẫn còn giữ hình tượng. Nhưng mà sau khi mà ở chung một năm rồi á thì ảnh bắt đầu bộc phát ra, tối ngủ thì thả bơm. Lúc đầu thì ảnh còn chạy vô toilet hay là đi ra ngoài, nhưng mà sau đó là thả tự do luôn, thả thoải mái luôn. Còn hỏi em hợp thông em. Rồi em là tụi em ở chung với nhau như vậy thì cái ngày mà đám cưới, đêm mà đêm tân hôn chắc có lẽ đâu có gì để gọi là xa lạ đối với hai đứa nữa, đúng không? Anh này bị kẹt toilet không ra được nguyên đêm đó luôn. Ảnh thì anh đập tường rầm, em á cái phòng em với phòng toilet thì sát bên, sát gách gì á, nhưng mà không có nghe. Tại lúc đó em ngủ rồi, xong rồi cái bạn ở phía trên lầu á mới nghe chạy xuống, mới kêu ba ảnh ra giải thoát. Tại vì ba ảnh là rất là giỏi mấy cái sửa, mày sửa nhà này nọ. Xong rồi một hồi sau khoảng tới 1-2 sáng á, ảnh mới được ra ngoài. Trời ơi mất bà nó đêm tân hôn rồi. Ủa nhưng mà lý do gì em đi vô trong toilet mà? Tại vì lúc đó có bạn em ở Sài Gòn vô ra nữa. Thành ra em muốn kỹ tính thì dù sao dâu cũng mới về nhà chồng thì mình an toàn tí, mình kiểm tra cửa này kia thử. Thì lúc em vô em bấm cửa cái không có được luôn. Kiểm tra. Rồi lúc đó cái cảm giác em xem ra coi như em tụt mút hết luôn á. Mà vô tới phòng thì thấy vợ ngủ mất tiêu rồi. Ngủ mất tiêu. Không hề biết là em đang bị tù đầy đó. Sáng hôm sau nghe ba chồng em kể lại mới biết. Coi như là bữa đó chú rể là coi như là tự kỷ nhất luôn á. Chắc nói chung là sau đêm đó là em hận cái toilet đó luôn đó. Mai là thay cửa luôn anh. Rồi bây giờ là ở với nhau bao lâu rồi? Em mới cuối tháng 10 năm ngoái, được 6 tháng á. 6 tháng? Dạ đúng rồi. Vậy thì bây giờ có cái gì để gọi là vỡ mộng về nhau đó không? Bây giờ thì hả, kiểu như đi làm về á là dí đầu em vô nách hỏi thử thơm không? Tại vì em rất là sợ cái mùi nách của ảnh. Mà mỗi lần ảnh về á, một là ảnh cởi áo ra, hai là ảnh dí đầu em vô vậy đó. Thú vui rất là... Ủa sao có một cái thú vui là ái mùi như thế? Mà ảnh rất là thích làm cái điều đó. Rồi còn gì nữa? Chưa đâu Lộc, chút nữa tới em nghe, cứ để đi em, cứ để bên ấy đi em nghe. Rồi những lúc mà em nhờ ảnh làm việc nhà hay gì á là ảnh kiểu như ảnh trốn việc để ảnh chơi game, còn không là ảnh kêu là anh vừa mới giặt đồ rồi, nhưng mà thực ra giặt đồ phải giặt đồ máy giặt, mà ảnh kêu nhưng mà anh có bỏ đồ vô rồi, có bấm đồ giặt rồi, là vậy là có làm rồi đó. Tức là làm biến đúng dạ. Không còn tật xấu gì nữa không? Ngoài cái tật xấu mà bụp ra thì ảnh cũng ok, cũng biết chiều vợ. Nhưng mà mỗi khi mà ảnh hai tụi em giận nhau mà kiểu như mà em thì tính hơi bị nhây, mà ảnh thì ảnh nóng lên là ảnh rất là bực mình. Em càng nhây anh bực mình là anh đập cái điện thoại, mà cũng may là biết lựa điện thoại để đập. Không đập iPhone, đập cụ bắp. Cái cụ bắp đập cụ bắp. Ngoài cái đó ra là ảnh ok rồi. Dạ đúng rồi, ảnh được. Rồi cái đó là chiều vợ. Dạ nhây, đang nói dù nhây em kể luôn, nhây lắm. Giống như buổi tối thì vợ chồng hay này kia, cái mình có hứng lên rồi, cái lăn đang ngủ chưa nổi không, em đang ngủ nửa đêm cái không ngủ được, lại quay qua tát em vậy, kêu em dậy chơi vậy đó, chứ không cho ngủ nữa. Ngay nhiều trạng thái đúng không? 50 sát thái ngay. Rồi ví dụ như em lúc mà em làm việc hay là em chơi game gì đó em rất là tập trung thì như vậy, canh như vậy, nhưng lúc đó thì bắt đầu đặt hàng trên mạng, mua online, cái anh em mua cái này nha, ok, cái bấm trên tay. Rồi anh em mua kia nha, cứ bấm vậy rồi hồi tới nó vàng, ủa em mua cái nào vậy, rồi xong chuyện đã rồi, bị gai hàng đúng dạ, không tiền chạy phòng tấu. Rồi bây giờ em mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Em thì hả, mong muốn ảnh bớt mê game lại, rồi biết phụ vợ hơn. Rồi với lại anh có một cái tật là một khi mà ảnh làm gì sai á thì em bắt được lỗi sai đó thì ảnh không bao giờ xin lỗi em á, ảnh không bao giờ chịu nhận lỗi, thì ảnh sẽ suy nghĩ, ngồi một hồi suy nghĩ về cái lỗi hồi xưa của em, anh bắt ngược lại. Em muốn ảnh là hả, kiểu như là em mà bắt được lỗi gì thì ảnh chịu nhận lỗi, xin lỗi em. Thì khỏi hai vợ chồng khỏi phải cãi nhau. Chỉ như vậy thôi, còn lại tất cả ảnh rồi đó ok. Dạ. Mấy con em, Lộc. Dạ, em thì muốn vợ thì bớt ngay lại. Dạ. Với lại mình kiểm soát cái tài chính cho nó hiệu quả hơn. Lâu lâu đừng có mua tào lao nữa.
giống như mua giày anh, mua một tủ to, biết bao nhiêu đôi giày đó, mà lúc này cũng kêu không có đôi giày mẹ. Dạ. Thương quá. Dạ. Chứ không có đồ mặc. Rồi hết rồi. Dạ. Cặp vợ chồng này nãy giờ kể toàn những chuyện đáng yêu không ta? Thiệt như cái lầy của vợ em á, chị tưởng tượng đấy cũng dễ thương lắm. Chắc có lẽ là ngay bởi vì là ở nhà chưa có em bé hay sao á. Thì là đúng, còn rồi, gian, đúng rồi. Con thời gian nhiều cho nên đùa giỡn với nhau. Dạ đúng rồi. Có em bé rồi hết giỡn luôn á. Em canh kiếm cái thời gian nào nó sức khỏe dồi dào đó, em tấn cái rằng cho có thai đó. Cái xong nó đẻ đi. Rồi coi như là hết lầy hết ngay liền á. Chúc hai em ha, sau chương trình này về ha, sẽ không còn nhây nữa. Và mong rằng hai em qua năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của mình. Dạ, cảm ơn anh chị ạ. Chào em. Dạ, cảm ơn anh chị ạ. Cảm ơn tụi em.